Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinghiep.com hoặc liên hệ hotline 097 220 9844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Cách làm da trắng mịn chỉ với một viên vitamin E và một quả trứng. Nếu bạn muốn có được một làn da trắng mịn thì hãy làm theo cách này. Cách thực hiện, bạn đập trứng cả lòng đỏ và lòng trắng vào bát. Bạn tranh thủ lúc làm món trứng cho cả nhà thì lấy ra một ít dùng cho đỡ phí. Nếu không thì bạn bôi xuống phần cổ nữa nhé, vì dùng nguyên một quả trứng sẽ hơi nhiều. Tiếp đến bạn trích lấy dung dịch bên trong một hoặc hai viên nang vitamin E cho vào, khuấy đều. Mách bạn mẹo nhỏ đó là thêm vài giọt nước cốt chanh để không còn mùi tanh của trứng. Bạn dùng sữa rửa mặt để loại bỏ phần nào bụi bẩn tích tụ cả ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là trên bề mặt của da mà dưới các nang lông vẫn chưa được làm sạch sâu, nên tốt hơn hết, bạn nhúng khăn mặt vào nước ấm nóng rồi vắt ráo, đắp lên mặt 30 giây cho da giãn nở, đào thải độc tố ra ngoài. Nếu có thời gian, bạn hãy xông hơi với tía tô kinh giới chanh sẽ giúp da đẹp hoàn hảo hơn. Sau đó, bạn bôi đều hỗn hợp lên, do chúng không có độ bám, dễ bị trôi đi nên bạn đợi lớp thứ nhất xe lại rồi thoa thêm một lần nữa. Thư giãn đến khi mặt nạ khô hoàn toàn thì rửa lại với nước. Kết thúc quá trình bằng việc chườm lên da một viên đá lạnh. Áp dụng từ 2 đến 5 lần một tuần tùy thuộc và sở thích và điều kiện cho phép của bạn. Chúc bạn luôn xinh đẹp và nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé.